Bán tôm không chú? Được vài cân. Đủ hết rồi. Đủ một quán rồi. Này, bắt được cả này. Ô nhỉ. Đấy, chim à? Chim à? Chim dịch quốc à? Làm nào bắt được đi. Hoàn cảnh quá, vợ sao lại đẻ, đâu phải đi làm đêm làm hôm. Tí nữa cho chim đấy lên đây. Cho cháu cho. Đường chú. Hôm nay chú sao? Suốt ngày chú làm này à? Suốt ngày chú đi đánh tôm à? Đối tóm lại chú cần việc làm. Phù hợp với điều kiện sức khỏe mình, đam mê mình. Đây nè. Đây. Ông ơi. Ra đây cháu xem nào, được tôm không? Nhiều tôm không? Cho cháu con chim cho. Lớn ra là cái chim là gì? Đâu chim đâu, nhấc lên đây nào. Đâu nhấc lên chim nào. Bình, bên quốc, quốc quốc. Cho cháu cho.